trên đường đi làm về nhỉ, thì đi về thì tôi vẫn thấy trên đường đi nó vẫn bình thường thôi, thấy có tiếng động to ấy thì bọn em rơi luôn cái phố cầu rồi, hai anh em lai nhau. Ai là người cầm lái em nhỉ? Cô em đấy, em ngồi sau ạ. Lúc đấy mình cảm giác nhìn cảm thấy như nào? Cảm giác em rất run sợ ấy. Lúc đấy em nghĩ là không sống nổi nữa, đấy sập ấy là nghĩ không sống được rồi. Lúc rơi xuống thì mới thấy nằm trên bê tông là em thấy cũng hơi mừng mừng mà rất run, bò cố vào trong cái chỗ mấy cái cọc sắt thành cầu để bấu vào trong. Lúc rơi là em nghĩ là hai anh em rơi nữa là chết rồi, không nghĩ là rơi xuống cái cục bê tông ấy nhỉ, cái dưới nước là bị rơi mà dưới nước là chết rồi. Thì em bò lên một đoạn thì các chú ở trên cái cầu kéo lên này. Đấy gọi lên thì em vẫn run lắm, lên trên đồng ngồi vẫn vài ba phút em mới bình tĩnh thì lấy lại bình tĩnh. Em có hay đi qua cây cầu này không? Có anh ạ, em đi làm bên đấy thường xuyên mà. Không biết như nào. Nói chung là rất là sợ và hoảng, mà không tin là mình còn sống, mình nghĩ là chết rồi. Thế đến bây giờ thì khi mà được điều trị ở đây thì em tình hình em ổn hơn rồi ạ. Các bác sĩ chăm sóc vết thương em. Lúc đấy mình đang đi đâu về em nhỉ? Em lúc đấy em đi làm về.